Thưa quý vị, trong nền nông nghiệp hiện nay, phân bón có vai trò chốt cục quan trọng. Bên cạnh các loại phân bón vô cơ, thì nhiều nông dân đã nhận thấy được lợi ích của phân bón hữu cơ, từ đó đưa ra những phương pháp và lựa chọn sử dụng trong nỗ lực xây dựng nền nông nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường. Hơn 2 năm sử dụng phân hữu cơ kết hợp với một phần vô cơ trên 1,7 hecta đất trồng khóm, anh Nguyễn Thanh Tài, xã Tân Tây, huyện Thành Quá nhận thấy những thay đổi tích cực trên phần đất đang canh tác. Ngoài việc tiết kiệm chi phí bảo vệ môi trường, không gây thoái hóa đất thì chất lượng trái khóm cũng tăng so với trước đây. Hiện tại mỗi đợt anh thu hoạch được khoảng 5 tấn trên 1 hecta với giá bán từ 7 cho đến 10 000 đồng một ký, sau khi trừ chi phí lại khoảng 25 triệu đồng. Giữa hữu cơ và vô cơ thì tôi thấy cái hữu cơ thì nó cũng tương đương với cái thằng vô cơ. Nhưng về cái chất lượng cái sản phẩm của khóm tôi thì tôi duy trì cái thằng này nay cũng lập 2 năm rồi nhưng mà khóm tôi thì ít bị hư. Thấy không? Ít bị hư nè. Ít bị súc ruột, người ta tứ phân nhiều quá súc ruột, để lâu được. Đến nay, toàn quyền Thanh quá có diện tích trồng khớm gần 4.600 hecta, trong đó diện tích đang cho trái là 400 hecta. Việc áp dụng phân hữu cơ được xem là giải pháp hiệu quả giảm tác động đến môi trường, góp phần cải thiện kinh tế cho người dân và nâng cao giá trị trái khớm.